cố gắng tập tu nhớ xả tâm, tất cả mọi thứ ngại gì nó cũng xả, đừng phiền não thôi nào. Cố gắng xả, bởi vì xả tâm như thế này thầy nói phương pháp xả rất là đơn giản, không có khó khăn. À, ví dụ như thầy ngồi ở trên bàn, thầy ngồi trên cái ghế này, thầy nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, thầy ngồi chơi không tu pháp nào, không ngưng hơi thở gì hết, nhưng mà thầy quan sát cái tâm của thầy như thế thôi. Tâm thầy có khởi niệm, quan sát cái tư duy, cái niệm, cái niệm này muốn cái gì đây, cái vọng tưởng của mình, cái niệm nó khởi ra nó muốn cái gì, coi nó muốn ăn, nó ngủ, nó muốn gì đây, hay là nó nghĩ, nó nhớ, nó thương, nó lo lắng công ăn việc làm gì đây. Trong khi mình thấy những cái niệm đó, mình phải thấy nó là những cái niệm đem đến cho mình lo lắng, suy tư, buồn phiền. Những cái niệm đó nó đem đến cho mình là ác pháp. Vì thế mà mình cố gắng, mình tư duy, suy nghĩ, rồi mình tác ý, đuổi cái niệm đó đi, đừng có cho nó làm động mình, thì mình sẽ trở về sự vô sự bình an. Các con nhớ thầy đã từng nhắc mấy con tâm thanh thản an lạc vô sự, thấy không? Mấy con thấy mình thanh thản an lạc vô sự thì có cái gì phiền não trong lòng mình, rồi bắt đầu bây giờ mình ngồi chơi. Tại vì nó thanh thản an lạc vô sự thì ngồi chơi chứ làm gì nữa. Nhưng mà nó có cái gì đó thì mình phải tư duy, suy nghĩ, dùng suy kiến, cái sự hiểu biết của mình quán xét để xả cái niệm đó, không phải không mấy con? Mà bây giờ thí dụ như con ngồi chơi một giờ, con thấy nó giải thoát một giờ, có cái niệm nào mà nó làm động tâm mình được không? Không, nó vô thì mình đuổi, không có cho nó tác động vào thân tâm của mình trong một giờ đó. Thì mình bảo vệ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mình, tức là mình hộ trì chân lý. Cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là chân lý của chúng ta, cái nơi mà chúng ta không tái sinh luân hồi, cái trạng thái không tương ưng với bất cứ một cái tham duy nào hết, cái trạng thái đó sẽ giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn, chấm dứt luân hồi. Tại vì chúng ta không biết bảo vệ, cho nên không biết bảo vệ nó, không biết hộ trì nó, không biết giữ gìn nó, cho nên nó bị mất của hành. Ngồi một chút thì nghĩ niệm này niệm kia thì làm sao mà bảo vệ được nó, phải không? Anh mấy con thấy không? Mà bây giờ thầy có dạy mấy con ngồi chơi mà bảo vệ chân lý, để cho mình đạt được chân lý, chứng được chân lý, có phải là chứng đạo không mấy con? Chứng đạo là chứng cái gì? Chứng cái trạng thái giải thoát, phải không? Thanh thản an lạc vô sự, dễ quá mà. Mấy con thấy trạng thái thanh thản an lạc vô sự mấy con có chưa? Ai cũng có chứ, mặc dù là trong một nửa phút, 30 giây hoặc là một phút, chắc chắn mấy con sẽ có trong vòng đó. À, mấy con thấy 30 giây mấy con có thể ngồi lặng lẽ để nhìn cái tâm thanh thản lại, thì 30 giây chắc được nửa phút chứ gì. Mà khá hơn chút thì mấy con được một phút, khá hơn chút nữa thì mấy con được 2 phút, người nào khá hơn nữa thì được 5 phút. Thầy nó cho ít là mấy con sẽ cũng sẽ được 5 phút. Nếu người nào đã từng theo thầy thì chắc chắn mấy con sẽ hộ trì được cái chân lý đó được 5 phút. Còn hay không mấy con? Mà được 5 phút rồi thì không lẽ mình cố gắng mình hộ trì nó thì 6, 7 phút, 10 phút, 20 phút sao lại không được? Và đồng thời mình biết rằng các duyên xung quanh mình, các pháp xung quanh mình nó sẽ tác động, nó làm cho tâm mình không động, nó làm cho tâm mình bị đạm, mất cái trạng thái này đi. Cố gắng mình mọi ác pháp đến thì mình tác động, mình thấy cái đời này còn gì, thân này là vô thường, các pháp đều vô thường, mình chết mình có mang theo gì đâu, nhưng mình phải làm, phải cần lao chứ, mình cần lao để đem lại cái mồ hôi nước mắt nuôi mình và giúp đỡ mình. Không, mỗi lần tâm tham muốn gì dừng lại ở đây, tham muốn là đau khổ, đó là nguyên nhân. Các con thấy chưa? Cho nên các con nỗ lực, các con tu tập như vậy thì các con sẽ hộ trì chân lý, một ngày nào đó các con sẽ sống trong chân lý, có gì đâu. Các con thấy có nhiều người cứ lập đập tác ý hoài, thành ra nó thành một cái thói quen cũng không tốt đâu. Lâu lâu mình tác ý một lần, tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi yên lặng để nhìn xem từng cái tâm niệm của mình, từng cái cảm thọ nơi thân của mình. Bây giờ mình ngồi và mình nghe có cái cảm thọ đau nhức ở trong thân của mình, thì mình cũng có phương pháp đẩy lui cái bệnh đau nhức trong thân của mình. Bây giờ cái chân này ngồi mà nó mỏi quá, thì mình muốn xả cái mỏi đó làm gì? Tại vì mình ngồi lâu quá nó mỏi, thì mình đứng dậy mình đi thì nó hết mỏi. Mấy con thấy dễ không? Đâu có gì đâu, ai dạy gì ngồi cho nó mỏi. Cũng như giờ mình ngồi đau chân mà mình cứ ngồi hoài thì nó sẽ đau chân mình cái gì. Cho nên vì vậy mà mình đứng dậy mình đi một dần cho thoải mái. Thoải mái rồi thì trở lại. Cho nên người chứng đạo của đạo Phật là chứng đạt chân lý, hay hoặc là chứng đạo đều là chứng ở trên cái trạng thái bất đắc đó, thanh thản đó, an lạc vô sự đó, chứ có chứng đạt cái gì đâu. Chứ đâu phải là chứng đạt là bây giờ
tôi chứng là tôi thành Phật, là tôi chứng là tôi tiến tánh tôi thành Phật. Thầy còn nhớ ông chứng đạo rồi ông còn mang bát đi xin ăn thì ông còn ăn cơm mà. Nên chứng đạo rồi cũng còn ăn cơm thì cũng giống như mấy con vậy thôi. Nhưng mà cái người ta ở trong cái trạng thái tâm người ta nó không bị dao động ấy mà. Thân đau bệnh nó cũng không sợ lại mà. Vì nó có phương pháp nó để nuôi bệnh mà. Tâm nó bất động, không ai chửi mắng, không ai làm gì mà nó buồn phiền. Chứng đạo là giải thoát như vậy chứ đâu phải chứng đạo thay đổi da mặt. Thấy không, mấy con hiểu chưa chỗ đó? Chứ nhiều người chứng đạo nó chắc có lẽ là thần thông phép pháp quá hào quang, như thầy ngồi đây mà ánh sáng luôn. Như thế này thầy thành cái ngọn đèn rồi, có còn biết gì. Các con nghe nói Đức Phật phóng hào quang không? Như vậy là ông Phật này thành cái ngọn đèn rồi chứ đâu có còn cái Phật nữa. Đó là cái hiểu sai, tưởng là phóng hào quang. Cho nên mấy con thờ tượng Phật vô trong chùa, mấy con thấy cái hình này là vẽ ông Phật thành cái ngọn đèn ấy được. Có phải không? Sao mấy con nghe thầy nói coi đúng không mấy con? Bởi vì mình tu rồi thì mình như bao nhiêu người khác, không có khác lạ gì hết. Mà tu đâu có khó đâu, mấy con thấy thầy nói thanh thản là vô sự, mấy con biết mà. Người nào cũng có chứ đâu phải là cái đó lạ lùng lắm. Nếu mà thầy nói có quả cực lạc ở đâu đó, mình tu mình sẽ chứng đạo, mình sẽ được lên cõi cực lạc, thì điều đó không biết có hay không. Mơ hồ quá phải không? Nhưng mà thầy nói ngay trước mặt con thanh thản an lạc vô sự, thì trạng thái thanh thản, tâm thanh thản, thân thì an ổn, gọi là an lạc. Mấy con có làm gì đâu thì đó, bây giờ ngồi đây nghe thầy nói mấy con có làm gì đâu thì do đó mấy con vô sự. Như vậy nhận xét được cái điều này rồi, tại sao chúng ta sống không được cái này? Sống không được cái này là vì cái duyên của chúng ta phải tiếp xúc, phải làm cái việc này, làm cái việc kia, cho nên đầu óc chúng ta phải suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, cho nên chúng ta chưa sống được mà. Nhưng mà suy nghĩ điều này điều kia thì nó có ở trong sự suy nghĩ đó, có thiện có ác không? Ác nó làm cho mình phiền não đau khổ, thiện nó làm cho mình hân hoan vui vẻ chứ gì. Thì mình cứ luôn luôn mình sống trong thiện hân hoan vui vẻ cho ai hiểu mình. Mình sống trong ác pháp đó chứ. Cho nên cuối cùng thiện thì mình cũng được an ổn. Và như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng vui vẻ an ổn. Tới ngày nào chết thì mình cũng vẫn thấy thanh thản lại vô sự. Tại vì mình có giận, có hờn, có phiền não đó. Ta còn thấy tu theo Phật dễ quá. Đâu có thắp hương lại Phật để cầu cúng bằng cách này bằng cách khác. Đâu có lại Phật để cầu an, cầu siêu cái điều gì đâu. Chết thì có linh hồn đi tái sanh đâu. Mọi người đều tiếp tục theo nhân quả mà sanh diệt.